Tôi suýt bị đánh ở chợ Phùng Khoang khi đi mua quần áo các bạn ạ. Hai anh chị bán hàng đó đã mời tôi là: "Em ơi, cứ vào thử đi, thử thoải mái, không mất gì đâu, không sao cả, vào xem thoải mái đi em." Ừ, thì tôi cũng vào xem. Thì tôi vào, tôi cầm cái áo và tôi ướm vào người về tôi soi gương. Thì tôi không thấy hợp lắm và hết tầm 2 phút. Ừ, hết tầm 2 phút thôi. Đấy, anh chị không phục vụ gì tôi nhá. Ừ, câu chuyện dừng ở đó. Đi dạo chợ Phùng Khoang, thanh niên suýt bị tác động vật lý vì thử đồ nhưng không trả giá. Mới đây, một thanh niên đã đăng tải đoạn clip chia sẻ lại một kỷ niệm không được đẹp khi đi chợ Phùng Khoang. Chỉ vì một giây phút hào hứng bất chợt, ghé lại một sạp quần áo ướm thử cái áo lên người, nhưng do dự không mua, cũng không hề lên tiếng trả giá vì giá cao vượt trội so với tưởng tượng, mà anh thanh niên suýt bị chủ sạp quần áo nựng quyết liệt vào mặt. Và tôi thấy cái chất vải thì cũng không được đẹp lắm khi sờ vào. Thì tôi định hỏi xem là với cái chất vải này thì giá khoảng bao nhiêu. Ừ, thì anh ấy hét một cái giá thì nó cũng gọi là cao ngất ngưởng ấy. Ừ, thì tôi thấy không hợp lý thì tôi không muốn mua nữa. Đấy, thì tôi bảo là em cũng không thấy hợp, cũng như là giá không hợp lý lắm thì em không muốn mua ấy. Em cảm ơn ạ. Mình rất lịch sự, được chưa? Và hai chị cùng nhau: "Ơ, em ơi, em vào xem mua hàng thì em phải như thế nào chứ? Em phải như thế nào chứ?" Ừ, xong rồi mình đã thấy điểm rồi đấy. Anh chị bảo là em vào mua hàng bắt anh chị phục vụ mất thời gian các thứ thì em phải trả một câu chứ, hợp lý thì anh chị bán cho. Thì mình thấy giá quá cao thì cũng không biết giảm bao nhiêu, chẳng lẽ giảm một nửa. Thì đó, tôi đã nói rõ rồi là em không ưng thì em cũng không muốn trả giá bởi vì sợ mất thời gian của anh chị. Anh cảm ơn ạ. Thì mình đi ra rất là bình thường. Tôi mới nói luôn là: "Chúng mày là mất bời thời gian của mày lằng nhá lằng nhằng. Mẹ mày nữa mua. Ông nói như vậy mọi người ạ. Người tin được không? Và tôi đang lấy xe, tôi phải quay ngược lại mặt như này. Và tôi mặt lạnh lại. Lúc đấy tôi đang bật chế độ hiền mà, bởi vì mặt tôi nói chung là nhìn cũng hiền lành đấy. Thì nghĩa định bắt nạt đấy. Thì là tôi bật lại, tôi bảo: "Anh vừa xúc phạm ai đấy? Anh vừa chửi ai? Em vào đây em cũng chưa bắt anh phục vụ gì cả, mà không phải em tự tiện em vào, mà là anh chị nói ban đầu là em cứ vào thử thoải mái. Đấy, không mua cũng được, không sao. Được chưa? Thì em mới vào. Mà anh vừa xúc phạm ai? Và ông định lao ra đánh tôi. Ừ, ông định lao ra đánh tôi." Và anh trai tôi ở bên cạnh đã chạy sang và định bật lại. Nhưng tôi nói là: "Em đã vừa quay lại video. Đấy, anh không phải làm như thế vì còn có pháp luật." Đấy. Thế nên bài học ở đây là gì? Chúng ta không bao giờ phải sợ những thành phần như vậy. Ở chợ Phùng Khoang có rất nhiều đồ đẹp, nhiều đồ đẹp và giá sinh viên. Đôi khi có những cái sạp người ta hét giá lên tận trên trời nhưng không sao, nhưng người ta vẫn là tử tế. Nhưng gặp những cái trường hợp như này ấy, chúng ta không phải sợ. Cứ bật lại cho tôi, được chưa? Cứ quay lại video đấy, gửi hẳn cho ban quản lý ấy, dẹp luôn cái tiệm đấy. À, tôi gửi video lên đây là được gửi đến những cái bạn mà trước đây đã từng bị bắt nạt rồi. Bởi vì không phải riêng tôi nhá, rất nhiều người đã từng gặp rồi. Đặc biệt con trai hay bị bắt nạt như thế. Nên là mọi người chú ý nhá. Đoạn clip sau khi đăng tải đã tạo cảm giác lo lắng và hoang mang cho không ít người, đặc biệt là những người chưa hoặc sắp có dự định đi tham quan chợ Phùng Khoang. Mặc dù cũng có nhiều người cho rằng có thể chỉ là một vài nhóm người nhỏ bé bên trong chợ có thái độ không hòa nhã, làm ảnh hưởng đến các tiểu thương khác. Một số ý kiến được mọi người để lại: "Con sâu làm rầu nồi canh thôi em, tiểu thương trong chợ Phùng Khoang hầu hết vẫn rất lành và thân thiện nha. Đây mình vào mua còn bị nắm cổ áo vì thử xong không chịu mua đây. May mà bạn không trả giá, bạn mà trả giá, người ta thấy bán được là người ta sẽ bắt bạn phải mua dù có còn muốn hay không. Tôi bị một lần rồi. Tôi đi chợ Phùng Khoang 9 năm nay rồi, bình yên vô sự, mua hàng trả giá thoải mái luôn." Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.